Bây giờ là 7 giờ tối rồi, cực kỳ đói luôn. Mình phải đi khắp cái khu nhà mình mới thấy được một cửa hàng tiện lợi mà có chỗ ngồi để ăn như thế này này mọi người này. Nên là bây giờ mình sẽ vào đây để mua một số đồ ăn tối và ăn luôn ở cửa hàng tiện lợi nha. Ít thôi. Ê, ở đây có mì lạnh nè. Pha kiểu gì? Mua bát giấy. Không chừng mì miêu. Cái này pha kiểu gì đó? Mua bát giấy. À, cái này phải luộc mì lên ấy. Nhưng mà nhìn ngon nhở, ăn không? Nhưng mà thôi, ăn một cái gì đấy nó nóng nóng đi cho ngon. Mình sẽ chọn một hộp mì nóng. Đang không biết ăn cái gì mọi người ạ. Ăn gì cho ngon ta. Đây là jjajangmyeon, mì tương đen của Samyang. Mình sẽ lấy một hộp này đi nhá. Tại cũng không biết là chọn cái gì cho nhanh ý. Huyền ăn mì gì Huyền? Đây. Mì phu không? Ừ, em muốn ăn thử ít vị đen đấy. Vậy là lấy một hộp mì trộn nhá. Vậy quyết định lấy cái này mọi người ạ. Đây. Đồ ăn đông lạnh ở cửa hàng tiện lợi chưa bao giờ là mình thất vọng cả. Và hôm nay mình sẽ lấy một cái này. Nó là cái gì ta? Mantu, màn thầu. Nhưng mà nó là dạng khác, kiểu không phải là cái bánh như thế này này, mà nó là cái dạng cuộn ý. Chưa ăn thử bao giờ nên ăn thử. Thì còn bộ chuyện đấy. Mình sẽ lấy thêm cả một gói thịt barbecue nữa. Nhìn ngon nhở. Cái này quay trong vòng 3 phút là vì sống. Nên là mình nghĩ là chắc là ăn nhanh gọn. Đấy, xong. Mình phát hiện ra là nước ở đây quá trời đồ một tặng một luôn đấy mọi người ạ. Không biết uống cái gì bây giờ ta. Nó ghi là sữa thật thì chắc là sữa. Mình sẽ lấy một lọ này nha. Ê, uống gì chọn nhanh lên nào. Chọn đi. Ê, uống nước thử, nước collagen thử nào. Ôi. Uống nước lựu cho nó chống lão hóa đẹp da nhỉ mọi người nhỉ. Đó, mùa hè uống nước lựu là hợp lý rồi. Thôi mình chọn cho em mình luôn, cho em mình đỡ phải gọi là đau đầu chọn lựa. Mình mua xong rồi, bây giờ thì mình sẽ ăn ở đây luôn. Quay lại vi sóng, quay lại vi sóng trước. Mì của mình thì là mì trộn cha chang miên. Có đâu mì của em mình cũng là mì trộn nhưng mà là mì cay. Ở cửa hàng tiện lợi nào thì cũng sẽ có cái chỗ mà để pha mì như thế này mọi người ạ. Pha mì với cả pha cà phê này, pha trà này, cần nóng là có. Cái này vì là mì trộn nên là để phải xem. Được, đổ nước luôn. Cái nước này là để luộc mì xong rồi mình đổ đi ấy, nên là mọi người cho nhiều hay cho ít cũng được, không có ảnh hưởng gì cả. Tiếp của mì của em mình, mì phu thì là mì mà Jisoo của Blackpink thích đúng không? Ừ. Em mình nó cũng biết cái mì đấy sau khi xem Jisoo Blackpink ăn ấy. Đúng má, đây mì trộn mà. Đây, cái này đổ đầy nước xong rồi không cần quay lò vi sóng mà để thôi nữa. Xong, hộp mì của em mình. Mình sẽ quay cái này luôn, cái này là barbecue. Cái này quay 3 phút nha. Tiếp để làm một cái gói mantu, màn thầu. Màn thầu này vị gì thì không biết, nhưng mà mình cũng cắt một xíu nè. Đó. Xong quay 2 phút, cái này thì quay lò vi sóng 2 phút là được rồi mọi người ạ. Thì sau khi làm nóng rồi nhá mọi người, trong vòng mấy phút ấy thì đó, chọc lỗ. Ta ta, xong. Cái này là nước sốt jjajangmyeon á, thì nó sẽ thường kiểu đen đen đấy mọi người. Người Hàn thì thích ăn mì jjajangmyeon lắm. Nói chung là mình thấy kiểu ngày trước thì mình có thấy ít. Xong sau mấy năm mà ở bên Hàn rồi thì càng ngày thì nó càng xuất hiện càng nhiều cái loại mì tương đen. Nhiều ơi là nhiều luôn. Tại sao lại gọi là mì tương đen? Tại vì cái tương của nó có màu đen. Rất là đơn giản. Xong trộn cái này đã rồi lát đã mang ra ngoài ăn. Mấy món của mình đã xong rồi, mình sẽ lôi ra ăn. Đầu tiên là mantu nè. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Hay là mình ăn trong đây luôn. Đây. Đó. Đó. Hộp mì của mình đây. Và đây là hộp mì của em mình. Trộn luôn không? Có. Mì của em mình nó hay lắm mọi người nhìn nhá. Này, đây đây, đưa đũa đây. Đấy. Nó có hình về cái này này. Cute nhỉ. Bột cay. Cái này là cái màu đặc trưng của mì Hàn luôn đấy mọi người ạ. Hầu như là gói mì Hàn nào cũng sẽ có một cái gói bột như thế. Có nhiều cái màu là thế nhưng mà không cay đâu. Mì vừa nãy thì màu đen, còn mì này trộn nên chắc chắn là màu cam. Ê, cái mùi của cái... Này này, nó giống mùi Hảo Hảo lắm. Ngửi thấy không? Rất là giống Hảo Hảo luôn. Nhìn hấp dẫn nhở? Ngon đấy. Ê, đổi không? Thề. Này, ở bên trong của nó này có những cái miếng phu phu và có thịt nữa. Mình ăn thử đã nha mọi người nha. Cay quá. Nó rất là cay luôn.
Nhưng mà mì này kiểu hơi chua chua, cay cay. Nhưng mà cay lắm. Thôi không ăn nữa, chả. Mình sẽ ăn hộp mì của mình. Mì tương đen thì ăn nó sẽ không có cay đâu nha mọi người nhá. Tại vì cái vị chủ đạo của tương đen ấy nó sẽ là kiểu ngọt ngọt. Mì nó hơi ngọt ngọt. Ở trong những cái miếng này của nó là miếng thịt này, miếng tròn tròn ấy. Đó. Công nhận là cái này ngon hơn đấy Huyền. Nó sẽ không có bị cay ấy. Mà cái mì này ngon phết nhá. Nó có cái mùi hành tây ấy. Rõ mùi hành tây luôn. Phải có cái mùi cực kỳ hành tây thì nó mới là giống mì tương đen. Cái này là thịt này. Đó. Còn đó những cái miếng mà bám bám mà quanh thành ly mì ấy mọi người thấy không? Những cái miếng này thì đều là hành tây hết á. Đó. Nói chung là mì này cũng ngon. Hộp này ngon nè. Nhiều bạn cứ bảo là tại sao mì tương đen không ăn được ấy. Thì chắc là do mọi người chưa tìm được đúng cái hộp mì mà hợp khẩu vị với mình thôi. Tại vì mì tương đen có rất là nhiều loại. Mình thấy hộp này cũng rất là ngon. Mọi người có thể nên thử. Đây nha. Nhưng mà nó sẽ không có được như hình đâu. Giả chân lóc. Mình sẽ ăn thử luôn với cả một cái gói BBQ này luôn nha mọi người nha. Chụp. Một gói này được rất là nhiều luôn. Ở trong của nó là những cái miếng thịt như thế này này. Nhìn nó hơi giống miếng chả ha. Với lại ăn ngon. Nó ngọt ngọt. Thơm nữa. Nói chung là đồ đông lạnh ở cửa hàng tiện lợi thế thôi mà chưa là mình thất vọng hết. Đỉnh cực luôn nha. Ai mà xem clip này vào buổi tối thì đừng có giận mình nha. Nhưng mà nó ngon lắm ấy. Thề. Ngon dã man, ngon kinh khủng. Mình sẽ bóc luôn cái gói này. Gói này thì không có đắt nha. Ta-tan. Trong của nó sẽ là những cái miếng như thế này này, nhỏ nhỏ, xinh xinh. Ngon cực, ở bên trong của nó thì có miến này, có rau, có thịt. Mùi rất là thơm luôn. Mình sẽ ăn với cả mì tương đen luôn. Mời mọi người nha. Ta-ta, ăn xong là phải uống. Mọi người nhìn ở bên ngoài kìa, mặt trời lặn mất rồi luôn đấy. Bọn mình phải ăn xong, xong còn về để làm việc tiếp nữa. Đầu tiên sẽ là sữa. Ê cái này vị trà sữa mà. Mà nhìn cũng đúng nha. Tại vì ở đây là sữa này, đây là trà này. Vị trà sữa cực kỳ ngon luôn. Cái này mà thỉnh thoảng kiểu thèm trà sữa ấy, mua cái này thôi cũng được. Không có chân châu thì bỏ chân châu vào là thành y chang trà sữa luôn đấy mọi người ạ. Nhưng mà cái lọ này nhá, mình thấy nó hơi nhạt. Nếu mà bỏ đá vào uống thì nó sẽ bị nhạt quá ấy. Nên là uống như thế này là hợp lý. Để lạnh xong uống như thế này thôi. Chứ mà bỏ đá vào thì uống nó sẽ rất rất là nhạt luôn ý. Vì này bóc luôn ra nhá. Ở bên Hàn thì lựu là cái loại trái cây mà hay dùng trong kiểu làm đẹp ấy. Ví dụ mặt nạ lựu này, hay là nước lựu hoặc là collagen lựu. Nên là mình thấy lựu thì là cái loại nước mà uống tốt cho sức khỏe. Nên là dù nó không ngon hay không ngon thì uống vẫn rất là đã. Nó kiểu chua chua, ngọt ngọt, chát chát. Nhưng mà mình thấy nó vẫn chưa có rõ vị lựu lắm. Nếu mà lựu thì nó sẽ hơi chua thôi. Chua chua chát chát thôi. Cái này thì ngọt nhiều. Và nó không có rõ mùi lựu. Trời cũng tối. Nhưng mà ở bên Hàn 8 giờ thì mới tối cơ. 8 rưỡi cơ. Còn bây giờ thì vẫn còn nhìn thấy bóng người ở bên ngoài đúng không? Lạ lắm. Ở bên Hàn lạ lắm. Huyền chan cái. Rồi đi về nào. 2, 3. Chan.